Xin chào các bạn. Vancouver giáp với lại Thái Bình Dương là thành phố lớn nhất ở bờ biển phía Tây của bang British Columbia, Canada và là thành phố lớn thứ hai với hải cảng lớn nhất tại Canada, thành phố miền duyên hải Vancouver. Tự hào là một trong những cảng hàng hóa và cầu cảng du lịch quan trọng bậc nhất thế giới, cả về tải trọng và kích thước. Đây là khu đô thị có mật độ dân số cao, có chất lượng sống hàng đầu hay thế giới. Chính vì vậy mà thành phố năng động này đã thu hút rất nhiều sinh viên quốc tế tới đây học tập và làm việc. Và một trong những điểm đến được yêu thích nhất của sinh viên chính là trường Langara College. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về du học Canada tại Langara College, Vancouver nhé. Chọn đúng trường để theo học là một điều hết sức quan trọng, nhất là khi các bạn muốn đi du học nước ngoài. Langara College tại thành phố Vancouver, Canada chào đón các bạn sinh viên từ mọi nơi trên thế giới. Với đội ngũ giảng viên, tư vấn viên hỗ trợ cũng như đánh giá từng du học sinh một cách tận tình, thì Langara College cam kết cho sự thành công trên con đường rèn luyện, tri thức cũng như là khám phá bản thân của các sinh viên theo học tại đây. Ngoài những điều kể trên thì Langara College còn những điểm nào mà các bạn sinh viên cần chú ý? Công ty tư vấn du học Tân Đại Dương sẽ cung cấp thêm những thông tin như sau. Thì cao đẳng Langara hay còn gọi là Langara College được thành lập vào năm 1965, ban đầu trực thuộc Vancouver City College, hệ thống trường cao đẳng của thành phố Vancouver. Ngày 1 tháng 4 năm 1994 thì Langara College được tách ra riêng thành một trường cao đẳng công lập theo đạo luật về các trường đại học và cao đẳng của tỉnh British Columbia, Canada, và hiện nay đây là một trong ba trường cao đẳng công lập lớn nhất tại trung tâm thành phố Vancouver. Phía bắc là Langara College tiếp giáp với lại trung tâm Vancouver, phía nam giáp với lại sân bay quốc tế Vancouver, phía tây giáp với đại học British Columbia và phía đông giáp với đại học Simon Fraser. Với vị trí thuận lợi, học tập tại Langara College sẽ giúp cho các bạn sinh viên có nhiều cơ hội khám phá thành phố xinh đẹp Vancouver hơn. Và Langara College thuộc chương trình CES, hay còn gọi là Canada Express Study, du học Canada không cần chứng minh tài chính. Đây chính là điều kiện thuận lợi giúp cho sinh viên Việt Nam xin được visa du học Canada một cách nhanh chóng và không đòi hỏi quá nhiều thủ tục phức tạp. Tại Langara thì sinh viên sẽ có 3 học kỳ một năm, vì thế mà các bạn có thể tự xây dựng cho mình kế hoạch học tập 12 tháng để nhanh chóng có được những kiến thức chuyên ngành bổ ích nhất. Số lượng sinh viên mỗi lớp không đông nên sinh viên sẽ được một sự quan tâm kỹ càng hơn từ các giảng viên trong việc học tập. Langara cung cấp hơn 90 chương trình học với hơn 1.000 khóa học cho các bạn sinh viên lựa chọn với các chuyên ngành đào tạo chính, nghệ thuật, kinh doanh, khoa học và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra thì chương trình LEAP, Langara English for Academic Purpose, chương trình tiếng Anh chuyên ngành tại Langara, cũng là một trong những chương trình học ESL tốt nhất tại Canada. Cao đẳng Langara là nơi có chương trình University Transfer, liên thông đại học tốt nhất tại Canada. Sinh viên có thể lựa chọn hơn 750 môn học chuyển tiếp đại học, chương trình năm nhất và năm hai, bao gồm các ngành kinh doanh, khoa học máy tính, kỹ thuật, khoa học và nghệ thuật. Sau đó các bạn có thể chuyển tiếp sang rất nhiều trường đại học khác tại Canada để theo học năm 3 và năm 4, hoàn thành chương trình cử nhân đại học 4 năm thông thường. Các chương trình dạy và học tại Langara College có tính ứng dụng cao, giúp cho sinh viên dễ dàng tiếp cận được với công việc sau khi tốt nghiệp. Sau đây sẽ là một nhóm ngành tương đối tốt tại trường dành cho du học sinh quốc tế. Chương trình chuyển tiếp tại Đại học British Columbia, UBC, University of British Columbia, là một trong những trường đại học công lập danh tiếng nhất tại Canada. Langara giúp cho sinh viên chuyển tiếp vào trường UBC tại Canada thành công qua chương trình. Sinh viên sẽ bắt đầu học các kỹ năng tiếng Anh, chương trình ESL, sau đó sẽ tiếp tục học năm nhất và năm hai theo chương trình của Langara và hoàn tất bằng cử nhân tại Langara hoặc chuyển tiếp lên UBC nếu đáp ứng đủ điều kiện về học tập và trình độ tiếng Anh. Chương trình học tập hướng nghiệp bằng cử nhân cao đẳng và chứng chỉ, ví dụ như kế toán, quản trị kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị kinh doanh quốc tế, quản lý thị trường, hoặc chương trình LEAP, Langara English for Academic Purpose, chương trình tiếng Anh chuyên ngành tại Langara. Nếu như có bất kỳ thắc mắc về quy trình thủ tục hồ sơ xin visa du học Canada cũng như các nước khác thì các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với chúng tôi, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, chi nhánh tại quận 1, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, số điện thoại 028-3848-4879, hoặc chi nhánh tại quận 5, số 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, điện thoại 028-3838-2000.
2080 hoặc các bạn có thể truy cập vào website tấnđạidương.edu.vn, tddvn.com hoặc visacanada.edu.vn. Và lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh nào tại Hà Nội nhé. Xin chào các bạn.